Cùng với một số địa phương khác, hiện nay tại quận Ngũ Hành Sơn đang triển khai việc thí điểm mở rộng một số tuyến đường có mặt cắt từ 3,5 cho đến 3,75m lên 5,5m. Người dân sống dọc những tuyến đường này rất phấn khởi. Đây là tuyến đường Sơn Thủy 6 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Ngay sau Tết Nguyên Đán, việc thi công mở rộng tuyến đường này được triển khai rất khẩn trương. Thay vì chỉ 3,5m, bây giờ tuyến đường đã mở rộng lên 5,5m, tạo thuận lợi cho việc giao thông đi lại của người dân, cũng như đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Nói chung là hồi nãy cái đường bên hướng nam nó đang chặt quá, khó đi, với lại thứ hai nữa là cái phương tiện giao thông á, là đi còn trả một cái lên lây lề, là cũng trừ nhà nước mình làm con đường này là thấy mở ra đường nam với nam rất nhiều đẹp. Đường nó mở rộng thì nó thuận lợi nhiều hơn, bây giờ đợt trước là cái đường nhỏ này thì mở rộng ra thì cái phân làn xe để đi thoải mái hơn. Ví dụ như mấy ô tô bên này đi hai đường, hai chiếc được. Trong đợt này, quận Ngũ Hành Sơn có 10 tuyến đường từ 3,5 cho đến 3,75m được thí điểm mở rộng lên 5,5m. Trong đó có 2 tuyến đường tại phường Mỹ An và 8 tuyến đường tại phường Hòa Hải, với tổng chiều dài hơn 1,3 km. Việc thi công mở rộng các tuyến đường này đang được đẩy nhanh để phấn đấu hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 tới. Cố gắng huy động thiết bị, máy móc và con người để đảm bảo đến cái ngày hoàn thiện cái công trình đúng cái ngày được giao, đúng theo cái tiến độ của dự án đề ra. Và về cái công trình đang thi công trong cái điều kiện là người dân đang sinh sống, cho nên về công tác an toàn và đảm bảo giao thông và cũng tổ cái thuận lợi để cho người dân họ được sinh hoạt và đi lại để được thuận tiện nhất có thể. Ngoài quận Ngũ Hành Sơn thì thành phố cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng triển khai mở rộng một số tuyến đường có mặt cắt nhỏ tại các quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân, bởi giải quyết những bức thiết lâu nay,